Cô xin chào tất cả các em học sinh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình sinh học lớp 7. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sự đa dạng của lớp thú thông qua hai bộ thú, đó là bộ móng guốc và bộ linh trưởng. Vậy tại sao chúng ta lại gọi những cái bộ thú này là bộ móng guốc và bộ linh trưởng và chúng sẽ có đặc điểm cấu tạo như thế nào thì chúng ta sẽ được tìm hiểu trong nội dung bài ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ thứ nhất, đó chính là bộ móng guốc. Vậy thì bộ móng guốc trong tự nhiên đó là những loài động vật nào? Các em hãy quan sát trong sách giáo khoa hình 51.3. Đây là các đại diện của thú móng guốc. Và ở đây chúng ta sẽ gặp những cái con vật quen thuộc, ví dụ như là hươu sao, lợn rừng, voi, tê giác và ngựa. Vậy thì quan sát vào đặc điểm cấu tạo cũng như là một số những cái đặc điểm quan trọng, ví dụ như là chân của những động vật thuộc thú móng guốc, thì chúng ta sẽ thấy một đặc điểm chung nhất, đó là thú móng guốc thì có số lượng ngón chân tiêu giảm và đốt cuối của mỗi ngón thì có sừng bao bọc gọi là guốc. Vì vậy đây cũng chính là cái tên gọi chung của bộ móng guốc. Đó, chúng ta quan sát đấy, ví dụ như là ở ngựa thì chỉ có một ngón giữa phát triển hơn cả, và ở lợn thì chỉ có hai ngón giữa phát triển hơn cả. Và thông thường thì chúng ở mỗi đốt cuối của mỗi ngón thì có sừng bao bọc. Và thú móng guốc thì thường là di chuyển rất là nhanh, chân thì thường cao, trục ống chân, cổ chân, bàn chân, ngón chân gần như thẳng hàng nhau. Chỉ có cái đốt cuối của ngón chân thì có guốc bao bọc, và cái đốt cuối đó mới được chạm và tiếp xúc với đất. Đó. Vì diện tích tiếp xúc với đất như vậy cho nên nó sẽ giảm ma sát tiếp xúc với đất. Vì vậy nó sẽ giúp cho con vật di chuyển rất là nhanh trong cái môi trường của chúng. Đó. Và thú móng guốc thì được chia ra làm 3 bộ chính, đó chính là bộ guốc chẵn, bộ guốc lẻ và bộ voi. Bộ guốc chẵn có đặc điểm đó là gồm các thú có hai ngón giữa phát triển bằng nhau và đa số sống đàn, là loài ăn thực vật và nhiều loài thì nhai lại. Ví dụ như các đại diện của bộ guốc chẵn đó chính là hươu này, lợn này, bò này. Đó. Tiếp theo bộ guốc lẻ. Bộ guốc lẻ là gồm các thú móng guốc có một ngón chân giữa phát triển hơn cả. Chúng ăn thực vật và không nhai lại, không có sừng, sống đàn. Đó, một số loài thì có sừng sống đơn độc, ví dụ như là tê giác. Đó, tê giác thì sống đàn này, tê giác thì sống đơn độc này, có sừng này. Đó, số ngón chân của nó là 3 ngón. Đó, tức là số ngón là số lẻ là 3 ngón. Hoặc là ngựa, số ngón là có một ngón giữa phát triển. Đó, và loài này thì thường là sống đàn, không có sừng. Đó, đây chính là bộ guốc lẻ, nó có các đại diện là ngựa này, tê giác này. Và bộ móng guốc thứ ba đó chính là bộ voi. Sở dĩ voi có 5 ngón tại sao lại không xếp vào bộ guốc lẻ? Bởi vì là voi có một số cái đặc điểm khác so với bộ guốc lẻ, đó là nó có các guốc nhỏ. Đó, và có vòi, sống đàn, ăn thực vật và không nhai lại. Và chỉ có một đại diện duy nhất, đó là loài voi. Các em có thể quan sát hình 51.1 trong sách giáo khoa để chúng ta có thể thấy được rõ hơn về đặc điểm cấu tạo của trục chân của bộ móng guốc. Đó, chúng ta thấy cấu tạo chân thì thú móng guốc thì thường là có chân cao, trục ống chân, cổ chân, bàn chân và ngón chân gần như thẳng hàng. Đây chúng ta nhìn thấy các bộ phận này. Xương ống chân, xương cổ chân, xương bàn chân và các xương ngón chân gần như thẳng hàng nhau, dưới là guốc. Đó, giữa guốc bao bọc bên ngoài cái đốt ngón cuối cùng. Đó, gần như thẳng hàng nhau như thế này cho nên con vật di chuyển rất là nhanh. Đấy là các đặc điểm của bộ móng guốc. Vậy thì ở trong phần này thì chúng ta có cái nội dung thảo luận, đó là lựa chọn những cái câu trả lời thích hợp để điền vào bảng sau. Thì trong bảng chúng ta sẽ có tên các loài động vật thuộc bộ móng guốc. Và yêu cầu chúng ta đó là điền số ngón chân phát triển, sừng, chế độ ăn và lối sống. Vậy thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta hoàn thiện nội dung bảng nhé. Trước tiên đó là loại con lợn.
Lợn thì số ngón chân phát triển chính là 4 ngón, vậy là số ngón chân là số ngón chẵn và cụ thể là 4 ngón. Không có sừng. Chế độ ăn đó là ăn tạp. Chúng ta lưu ý là người ta có các từ gợi ý ở phía dưới. Và lối sống đó là sống đàn. Hươu. Hươu thì số ngón chân là 2, vì vậy là số ngón chân cũng là chẵn. Có sừng. Và nó là loài nhai lại. Sống đàn. Ngựa. Ngựa số ngón chân là số lẻ và cụ thể là có 1 ngón. Không có sừng. Không có sừng. Và không nhai lại. Không nhai lại. Có lối sống là sống đàn. Voi. Voi có số ngón chân là 5 ngón. Không có sừng. Chế độ ăn nó là không nhai lại. Và voi thì cũng có lối sống là sống đàn. Tê giác, số ngón chân là lẻ, cụ thể là 3 ngón. Không có, có sừng này, có sừng này. Chế độ ăn đó là không nhai lại này. Và tê giác thì sống đơn độc. Đó. Vậy là cô đã hướng dẫn chúng ta hoàn thiện nội dung bảng về cấu tạo đời sống và tập tính của một số đại diện của thú móng guốc rồi. Vậy là qua đây chúng ta thấy rằng là thú móng guốc, các đại diện của thú móng guốc thì rất là phong phú và đa dạng. Và để thích nghi với mỗi lối sống và môi trường sống của chúng thì nó đều có đặc điểm cấu tạo móng guốc phù hợp với đời sống của chúng, đúng không các em? Bộ thú tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó chính là bộ linh trưởng. Các em hãy quan sát hình 51.4 trong sách giáo khoa. Đây là một số đại diện của bộ linh trưởng. Thì chúng ta có các loài động vật ví dụ như là khỉ này, tinh tinh này, vượn này, đười ươi này, gorilla này. Vậy thì bộ linh trưởng sẽ có những cái đặc điểm như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là đa số các đại diện của bộ linh trưởng thì gồm những thú đi bằng bàn chân và chúng thích nghi với đời sống ở trên cây. Đó, và tứ chi thì thích nghi với cái sự cầm nắm neo trèo ví dụ như là khỉ và vượn, đó, đười ươi. Và để thích nghi với sự cầm nắm neo trèo thì chúng ta nhìn cái đặc điểm của về bàn tay, bàn chân. Bàn tay, bàn chân của bộ linh trưởng là có 5 ngón. Đó, ngón cái thì đối diện với 4 ngón còn lại để nó có tác dụng đó là nó cầm nắm cây và neo trèo rất là tốt. Và những cái loài động vật thuộc bộ linh trưởng thì có đặc điểm đó là nó ăn tạp, nhưng mà nó ăn thực vật là chính. Đó, các đại diện thì chính là các đại diện trong sách giáo khoa. Và dưới đây là một số cái thông tin để chúng ta có thể tóm tắt được một số cái đặc điểm của bộ linh trưởng để chúng ta nhận dạng các đại diện trong tự nhiên. Khỉ sẽ có cái đặc điểm đó là có chai mông lớn, túi má lớn, đuôi dài. Đó, và đại diện đó chính là loài khỉ. Thế còn vượn sẽ có cái đặc điểm đó là có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi. Đó, và đại diện chính là vượn. Và đây là hai loài sống theo đàn. Thế còn khỉ hình người. Khỉ hình người thì có đặc điểm đó là không có chai mông, không có túi má và không có đuôi. Thì đó chính là đười ươi, tinh tinh và gorilla. Trong đó thì có tinh tinh và gorilla là sống theo đàn, còn đười ươi thì sống đơn độc. Đó. Vậy thì quan sát hình 51.4 trong sách giáo khoa và em hãy nêu ra những cái điểm đặc trưng để chúng ta phân biệt giữa khỉ và vượn và phân biệt giữa khỉ hình người và khỉ. Đó. Vậy thì dựa vào thông tin mà cô và các em vừa nghiên cứu ở trong hình 51.4 trong sách giáo khoa thì chúng ta có thể dễ dàng để phân biệt được khỉ và vượn rồi. Đó, để phân biệt được khỉ và vượn. Đó thì chúng ta thấy rằng là khỉ sẽ có đặc điểm đó là có chai mông lớn.
Đó. Túi má lớn. Và đuôi thì dài. Thế còn vượn. Vượn sẽ có đặc điểm. Vượn sẽ có đặc điểm đó là có chai mông nhỏ. Không có túi má. Và không có đuôi. Đó, đây là hai cái đặc điểm mà chúng ta có thể phân biệt được khỉ và vượn. Tiếp theo, phân biệt khỉ hình người với khỉ và vượn. Tức là phân biệt khỉ hình người với khỉ và vượn thì chúng ta lại thêm một cái đặc điểm nữa về khỉ hình người. Khỉ hình người thì có đặc điểm đó là không có chai mông, không có túi má và không có đuôi. Không có chai mông, phải túi má và đuôi. Vậy là cô đã giúp chúng ta hoàn thành xong phần lệnh trong sách giáo khoa trang 168. Vậy kết thúc bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã được tìm hiểu rất là nhiều đại diện của lớp thú. Từ các đại diện từ bộ rơi, bộ cá voi đến các đại diện của bộ linh trưởng, bộ móng guốc. Vậy thì với sự đa dạng và phong phú của lớp thú như vậy thì lớp thú sẽ có vai trò như thế nào đối với đời sống tự nhiên và đời sống con người? Chúng ta cùng chuyển sang phần 3, vai trò của lớp thú. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là với sự phong phú và đa dạng như vậy thì lớp thú có vai trò rất là quan trọng. Thứ nhất đó là nguồn cung cấp nguồn dược liệu quý, ví dụ như là sừng hoặc là nhung hiêu. Đó. Xương hổ và gấu thì có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Hoặc là mật gấu thì cũng có thể dùng làm thuốc. Ngoài ra thì người ta có thể sử dụng các nguyên liệu để làm đồ mỹ nghệ, ví dụ như là da và lông của hổ báo, hoặc là ngà voi, sừng tê giác. Đó. Một số loài động vật thì có thể làm vật liệu thí nghiệm, ví dụ như là chuột, chuột lang. Và hầu hết các loài gia súc, ví dụ như là trâu, bò, lợn thì đều là nguồn cung cấp thực phẩm cho con người và cho các một số loài động vật. Ngoài ra thì một số loài thì còn có vai trò làm sức kéo, phục vụ cho nông nghiệp. Đó. Nhiều loài thú ăn thịt như là trồn, cầy, mèo rừng thì có vai trò đó là tiêu diệt các loài gặm nhấm có hại cho nông nghiệp và lâm nghiệp. Vì có những cái giá trị kinh tế quan trọng như vậy, cho nên hiện nay các loài thú rừng đang bị săn bắt và buôn bán với số lượng rất là lớn. Chính vì thế mà một số loài thú trong tự nhiên đang bị giảm sút nghiêm trọng và một số loài thì đã có tên trong sách đỏ rồi các em ạ. Tức là số lượng các loài đã bị tuyệt chủng không còn nhiều trên trái đất của chúng ta nữa. Vì vậy chúng ta cần phải có cái biện pháp để đẩy mạnh cái công tác bảo vệ các sinh vật hoang dã, cũng như là có cái biện pháp để chăn nuôi những cái động vật có giá trị kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta hiện nay. Đồng thời chúng ta cũng phải có cái biện pháp để bảo vệ cũng như là chăn nuôi những cái động vật mà có giá trị về thực phẩm, để chúng ta có thể khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên động vật của chúng ta. Đó là cái vai trò của lớp thú đối với đời sống tự nhiên và đời sống con người. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối cùng, đó là tìm hiểu đặc điểm chung của lớp thú. Để qua đây chúng ta sẽ nhận biết được là những động vật nào trong tự nhiên là lớp thú. Vậy thì tìm hiểu những cái đặc điểm chung của lớp thú thì chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô những cái đặc điểm về, thứ nhất đó là về cấu tạo tổ chức cơ thể. Thứ hai đó là đặc điểm về răng, đặc điểm về hệ tuần hoàn, về hệ hô hấp, cũng như là về đặc điểm của hệ thần kinh và giác quan và về thân nhiệt. Vậy thì cô sẽ giúp chúng ta tổng kết về nội dung đặc điểm chung của lớp thú như sau.
đặc điểm chung của lớp thú. Thì thứ nhất, thú là động vật có xương sống, thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn. Và một số loài thì sống ở nước. Thế cho nên là về đặc điểm về môi trường sống thì chúng ta thấy rằng là nó là một tập hợp các loài động vật có môi trường sống rất là phong phú. Và tổ chức cơ thể của nó thì có cấu tạo tổ chức cơ thể là lớn nhất. Đó, là lớp có tổ chức cơ thể cao nhất. Đặc điểm chung này. Là lớp động vật có tổ chức cơ thể cao nhất. Đó. Và các đặc điểm cao có cấu tạo cao nhất như thế nó sẽ được thể hiện ở đâu này? Thứ nhất đó là có hiện tượng thai sinh, tức là đã xuất hiện hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ. Đó. Và có tập tính đó là chăm sóc con non. Chăm sóc con non. Có một số loài còn nuôi dạy cả con non. Đặc điểm thứ hai đó là có bộ lông mao dày, đó, bao phủ cơ thể. Đây chính là hai đặc điểm để giúp cho chúng ta có thể nhận dạng các lớp thú, các loài thú trong tự nhiên. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một số đặc điểm nữa, đó là bộ răng thì phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm. Bộ răng thì phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm. Đó. Đặc điểm thứ tư đó là cấu tạo hệ tuần hoàn thì tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn và máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. Bộ não thì phát triển. Bộ não phát triển. Đặc biệt là có bán cầu não và tiểu não phát triển. Và chúng là động vật hằng nhiệt. Đó. Đây chính là các đặc điểm chung của lớp thú. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa phần cuối bài. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau. Đó là hãy nêu các đặc điểm đặc trưng của thú móng guốc và phân biệt thú guốc chẵn và thú guốc lẻ. Vậy thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất này. Đó là nêu các đặc điểm đặc trưng của thú móng guốc. Đặc điểm đặc trưng của thú móng guốc. Đặc điểm đặc trưng. Của thú móng guốc.
Đặc điểm thứ nhất đó là số lượng ngón chân tiêu giảm. Đó. Và đốt cuối của mỗi ngón thì có sừng bao bọc. Đốt cuối của mỗi ngón. Có sừng bao bọc. Đó. Và được gọi là guốc. Đó. Đặc điểm thứ hai đó là chúng di chuyển rất là nhanh. Di chuyển nhanh. Vì vì có chân cao. Vì có chân cao này, trục ống chân, cổ chân, bàn chân, ngón chân thì gần như thẳng hàng. Trục ống chân, bàn chân, ngón chân gần như thẳng hàng. Đó. Và chỉ có cái đốt cuối của ngón chân mới được chạm đất, tức là diện tích tiếp xúc đất là rất là hẹp. Đây là đặc điểm của thú móng guốc. Vậy thì thứ hai, đặc ý thứ hai đó là phân biệt bộ guốc chẵn và bộ guốc lẻ. Bộ guốc lẻ. Đó thì chúng ta sẽ kẻ bảng cho cô nhé. Bên này là bộ guốc chẵn này. Một bên là bộ guốc lẻ. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có các đặc điểm để phân biệt này. Thú guốc chẵn thì là móng guốc thì có hai ngón giữa phát triển. Đó. Móng guốc có hai ngón giữa phát triển. Thế còn bộ guốc lẻ thì móng guốc có một hoặc ba ngón chân phát triển. Móng guốc có một hoặc ba ngón phát triển. Đó. Thế còn bộ guốc chẵn thì đa số là sống theo đàn. Sống theo đàn. Thế thì còn bộ guốc lẻ thì sống có loài thì sống đàn. Có loài thì sống đơn độc. Đó. Có loài sống đàn ví dụ như ngựa, hoặc là sống độc đơn độc có ví dụ như là tê giác. Về lối sống thì về thức ăn thì đa số cái bộ guốc chẵn là ăn tạp. Đó. Và nhiều loài thì nhai lại. Thế còn bộ guốc lẻ thì chủ yếu là chúng ăn thực vật và không nhai lại. Không nhai lại. Ví dụ của bộ guốc chẵn ví dụ như là lợn này, trâu này, bò này, vân vân. Ví dụ của bộ guốc lẻ ví dụ như là ngựa này, tê giác này, vân vân. Đó. Vậy là cô đã hướng dẫn chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất trong sách giáo khoa rồi. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ hai. So sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của khỉ hình người với khỉ và vượn. Thế thì đặc điểm này thì chúng ta cũng đã, cô cũng đã hướng dẫn chúng ta giải đáp rồi. Đó. Đây chính là đặc điểm để phân biệt giữa khỉ vượn và khỉ hình người. Đó. Đây chính là nội dung câu hỏi số 2 này.
Khỉ thì có đặc điểm đó là có chai mông lớn, túi má lớn và đuôi dài. Vượn thì có đặc điểm đó là có chai mông nhỏ, không có túi má và không có đuôi. Khỉ hình người thì không có chai mông, không có túi má và không có đuôi. Đó. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái khỉ hình người sẽ là một cái đại diện mà gần gũi, có đặc điểm gần gũi với con người của chúng ta nhất, đúng không các em? Đó. Đó là nội dung câu hỏi thứ hai. Nội dung câu hỏi thứ ba, hãy minh họa bằng ví dụ cụ thể về vai trò của lớp thú. Thì một số những cái minh họa về vai trò của lớp thú thì cô có thể hướng dẫn chúng ta như sau này. Thứ nhất đó là vai trò của lớp thú. Vai trò của lớp thú. Thứ nhất đó là cung cấp dược liệu. Ví dụ như là mật gấu này, hoặc là cao hổ này, cao ngựa này, vân vân. Làm đồ mỹ nghệ. Ví dụ như là sừng hươu này. Hoặc là tê giác này, sừng của tê giác này. Vân vân này. Hoặc là làm thí nghiệm này. Làm thí nghiệm. Ví dụ như là chuột, thỏ, vân vân. Cung cấp thực phẩm. Ví dụ như là trâu, bò, lợn, vân vân. Đó. Hoặc là cung cấp sức kéo. Ví dụ như là trâu, bò, ngựa. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có thể lấy ví dụ thêm rất nhiều những cái lợi ích của lớp thú mang lại cho đời sống tự nhiên và đời sống con người của chúng ta, đúng không? Và thông qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta cũng cần phải rút ra được những cái biện pháp để chúng ta có cái trách nhiệm trong việc đó là bảo vệ một số loài động vật đang có nguy cơ bị giảm sút về số lượng. Đó. Vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em có nội dung nào không hiểu thì chúng ta sẽ comment phía dưới, cô sẽ giúp chúng ta giải đáp nhé. Các em hãy like và chia sẻ bài để ủng hộ kênh cho các thầy cô. Tạm biệt các em, chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em trong nội dung bài tiếp theo.